Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh DV Channel. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta khôi phục lại tài khoản khi các bạn quên tên người dùng và các bạn quên luôn cái mật khẩu. Áp dụng một trường hợp là các bạn quên người dùng hoặc là mật khẩu hoặc là các bạn quên cả hai thì các bạn cũng làm hoàn toàn tương tự. Rồi, sau đây mình sẽ đi vào chi tiết. Thì các bạn lưu ý đối với những cái tài khoản mà các bạn đã thêm vào số điện thoại hoặc là email thì các bạn có thể lấy lại tài khoản, khôi phục lại tài khoản một cách rất là dễ dàng. Thì các bạn lưu ý sau khi mà chúng ta tạo tài khoản xong thì chúng ta phải thêm số điện thoại hoặc là thêm email vào tài khoản để chống hack cũng như là bảo vệ tài khoản của chúng ta. Thì đầu tiên các bạn sẽ bấm vào cái mục là bạn quên mật khẩu hoặc là tên người dùng ở đây. Rồi tại đây, ví dụ mục này mình bấm là quên mật khẩu hoặc là tên người dùng thì nó có hai sự lựa chọn. Thì đầu tiên, nếu các bạn quên mật khẩu thì các bạn bấm vào đây, còn các bạn nếu các bạn quên tên người dùng thì các bạn sẽ bấm vào đây. Trường hợp các bạn quên luôn hai cái mục này thì các bạn sẽ làm từng bước một, bước mật khẩu xong rồi đến cái bước tên người dùng để lấy lại toàn bộ tên người dùng cũng như là cái mật khẩu. Thì ở đây là mình đang sử dụng phương thức là lấy lại bằng cái số điện thoại ở đây thì các bạn sẽ bấm vào số điện thoại. Còn trường hợp các bạn muốn sử dụng bằng email thì các bạn sẽ bấm vào dòng này thì lập tức chuyển sang cái giao diện bằng email cho chúng ta. Rồi, ví dụ mình bấm vào thì xuất hiện là email để các bạn nhập vào. Còn các bạn bấm lại một cái một lần nữa ở đây là các bạn sẽ dùng số điện thoại. Ở đây ví dụ mình đang dùng số điện thoại để lấy lại tên người dùng thì các bạn sẽ bấm vào cái mục là quốc gia và vùng ở đây. Hiện tại đang ở Mỹ là cộng 1 thì các bạn sẽ tích vào. Chúng ta sẽ chọn Việt Nam cộng 84. Tiếp đến cái số điện thoại thì các bạn nhập số điện thoại vào bình thường đủ 10 số. Các bạn không cần phải bỏ số 0. Rồi sau đó các bạn sẽ bấm gửi. Như vậy là hệ thống đã gửi tin nhắn SMS đến SIM của chúng ta. Rồi sau đó các bạn sẽ quay vào cái phần tin nhắn. Các bạn sẽ bấm vào tin nhắn ở đây. Rồi đây username là DV Channel 1. Mình đã lấy lại được cái username mà trường hợp mình quên, khá là hay. Còn trường hợp các bạn quên mật khẩu thì các bạn sẽ bấm vào cái mục như lúc nãy để chúng ta thực hiện tương tự. Nếu các bạn quên luôn mật khẩu và username thì các bạn có thể lấy lại được. Bây giờ các bạn sẽ quay lại cái phần Roblox lại để chúng ta tiến hành đăng nhập. Rồi các bạn sẽ đánh vào DV Channel 1 và các bạn nhập mật khẩu vào. Rồi các bạn tiến hành đăng nhập. Rồi như vậy là mình đã đăng nhập thành công tài khoản Roblox. Áp dụng trường hợp ví dụ mình đang demo ở đây là quên username. Hy vọng video hữu ích và mang đến các bạn những giá trị nhất định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ kênh cũng như để cho mọi người cũng biết. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.